Tổng thống Donald Trump sa thải chủ tịch TVA vì tuyển dụng lao động ngoại quốc là bản tin tiếp nối trong chương trình. Tin đến từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho hay Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ hai đã sa thải chủ tịch hội đồng quản trị của Tennessee Valley Authority, chỉ trích đại công ty thuộc sở hữu liên bang đã thuê nhân công ngoại quốc. Tổng thống Donald Trump tuyên bố với các ký giả tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc rằng ông chính thức bãi nhiệm chủ tịch Skip Thompson và một thành viên khác của hội đồng quản trị và đe dọa sẽ loại bỏ các thành viên khác nếu tiếp tục thuê người lao động ngoại quốc. Tổng thống Trump yêu cầu hội đồng quản trị của cơ quan TVA phải lập tức thuê một giám đốc điều hành mới, biết đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Theo Tổng thống Trump thì giám đốc điều hành Jeff Lias đã kiếm được 8 triệu Mỹ Kim mỗi một năm. Tổng thống Trump cho rằng tổng giám đốc điều hành mới sẽ được trả không quá 500.000 Mỹ Kim cho một năm. Tổ chức Tennessee Valley Authority là một công ty thuộc sở hữu liên bang được thành lập năm 1933 để kiểm soát tình hình lũ lụt, sản xuất điện, sản xuất phân bón và phát triển kinh tế tại Tennessee Valley, một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại suy thoái. Khu vực này bao gồm phần lớn các vùng lãnh thổ của tiểu bang Tennessee và một phần của Alabama, Mississippi và Kentucky. Các khu vực của Georgia, North Carolina và Virginia. Tổng thống Trump cho biết là chính phủ của ông đã sa thải nhiều công nhân ngoại quốc được tuyển mộ theo chương trình thị thực H-1B. Công ty TVA đã từng bị chỉ trích vì đã sa thải công nhân của Mỹ để thay thế bằng công nhân ngoại quốc đến Hoa Kỳ qua diện visa H-1B. Quyết định nói trên của TVA đã khiến cho hơn 200 nhân viên lành nghề ở Tennessee, công nhân của Hoa Kỳ, bị mất việc làm.